Tập 11. Dù hôm nay con có đưa ra nhiều lý do đến mấy, cha cũng sẽ không đồng ý đâu. Tại sao? Hoạt động lần này có ích cho việc tuyên truyền phim của bọn họ, nhưng đối với Nhất Hàm Phong chúng ta thì chẳng có lợi ích gì cả. Cha, rõ ràng là cha đã nói sau này chuyện của khách sạn do con quyết định. Không sai, cha đúng là có thành kiến với thằng Tranh họ Cố đó, không muốn cho con hợp tác với hắn, sợ chúng đó lừa con. Nhưng con đã cùng người ta, thôi đi, nghĩ cách khác mà tuyên truyền. Lệnh Tiệp, bộ phim con vừa nói là Quá Điệp Duyên sao? Đúng, bài bình phẩm này viết khá được. Ông cũng xem đi, phim này kể về câu chuyện Lương Chúc. Bộ phim này cảm động lắm. Mấy phu nhân của Lưu Tổng và Cục trưởng Thái thích xem mấy phim kiểu này. Nếu như mà mời họ đến, họ thể nào cũng rất vui. Phụ nữ mấy người thì hiểu cái gì? Tôi đâu có nói gì. Vừa rồi tôi nghe Lệnh Tiệp nói đây là hoạt động từ thiện bán vé phim đúng không? Tôi nghĩ mấy phụ nữ trong hội phụ nữ chúng tôi đều ưa thể diện, còn lắm tiền, còn thích nổi tiếng, còn có thể làm từ thiện. Tốt vậy mà. Đừng nói là họ, cả tôi cũng muốn. Ông nghĩ xem, tôi là bà chủ của Nhất Phàm Phong, là còn là nhà từ thiện, hình tượng đó tốt vậy mà. Thôi bỏ đi, hai người cứ bàn việc tiếp đi. Vậy thì như vậy đi, con phải cam đoan sau khi bản tin được đăng lên không được chỉ bàn về điện ảnh, mà sự cống hiến của Nhất Phàm Phong cho hoạt động từ thiện mới là quan trọng nhất. Cha, vậy ý cha là bản kế hoạch ngày kia đưa cho cha, cha xem xong rồi sẽ quyết định. Được không? Vấn đề. Được rồi, cha hơi mệt, cha nghỉ ngơi sớm đi. Vậy lát nữa tôi mang canh gà nhân sâm lên phòng cho ông. Dì Lan, cảm ơn dì. Cả chuyện của Văn Bân lần trước, người một nhà, dì hiểu mà. Trùng hợp vậy. Xem ra dự cảm của tôi chuẩn thật. Chưa gì chúng ta đã gặp lại nhau. Không phải dự cảm của anh chuẩn, mà vận may của tôi quá tồi. Phải rồi, Tiểu Ngọc cũng đến đó. Tiểu Ngọc. Cô Hồ. Sao hai người cũng là bạn sao? Không ngờ à, thế giới này bé như vậy đấy. Thế giới này cũng quá nhỏ. Được thôi, nếu hai ta có duyên như vậy, chi bằng hãy nhảy với nhau một điệu đi. Không có hứng. Không phải là cô không biết nhảy chứ? Người anh em cố, Tiểu Xuân Tử, đừng lớn tiếng gọi biệt danh tôi như vậy. Bây giờ tôi có tên tiếng Anh rồi, gọi John.
Phải rồi, sao cậu lại ở đây? Dưới quê cơ hội phát triển không nhiều, nên đến thành phố lớn xem thử. Thì ra cậu cũng ở Nhất Phàm Phong. Tôi là nhân viên phục vụ ở đây. Phải rồi. Anh Trương Mã, sao rồi? Từ khi rạp phim bị mất, anh ấy đã không ra ngoài kiếm việc nữa. Mọi người đều kiến nghị anh ấy mở một rạp phim mới. Anh ấy toàn nói hết tiền rồi, già rồi. Giờ chúng tôi đều chẳng có phim mà xem. Quá ra hôm tổ chức tiệc là sinh nhật của anh Trương Mã sao? Đó không phải ngày kỷ niệm khai trương rạp phim Cát Tường sao? Tôi nhớ là cùng một ngày. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Tôi xin phép. Không ngờ cô lại đến thật. Hôm đó tôi còn tưởng là cô gạt tôi. Tôi đi cùng với cha. Anh đừng hiểu lầm. Cha cô. Dư tiên sinh. Cho cậu biết một tin tốt. Có rất nhiều người rất có hứng thú với Hóa Điệp Duyên. Tôi nghĩ buổi bán đấu giá lát nữa bầu không khí rất náo nhiệt. Thật cảm ơn nhiều quá Dư tiên sinh. Nhờ có ngài giúp đỡ mới có sự hưởng ứng tốt như vậy. Ngài đúng là ân nhân lớn của thiên hạ. Quá khen rồi. Chúng tôi có việc cần bàn. Lát nữa tôi tìm cô sao? Ai bảo tôi tìm anh? Tôi qua đây tìm cha của tôi. Cha à. Xem ra cậu vẫn chưa biết nó là con gái tôi sao? Bây giờ biết vẫn chưa muộn mà. Cha, đằng kia có nhiều món cha thích lắm. Con cùng cha qua đó lấy. Tôi có thể mượn cha tôi một lát không? Cô cứ tự nhiên. Lát gặp lại. Đi. Là cậu thật sao? Anh Trương Mã. Vừa rồi các thôn dân bảo cậu về đây chiếu phim. Tôi còn tưởng họ lừa tôi. Quá ra là thật. Cậu không biết mọi người nhớ phim cậu thế nào đâu. Lâu lắm không gặp. Tôi biết hôm nay là sinh nhật của anh. Cũng là ngày kỷ niệm khai trương rạp phim Cát Tường. Lần này tôi về không cứu vãn được gì hết. Tôi xin lỗi. Mới có một thời gian mà cậu đã trở nên như ông già vậy. Chỉ toàn nói mấy chuyện xa xưa. Cậu về đây thăm chúng tôi mừng lắm rồi. Tôi cũng đã xem bản tin. Mấy người phát triển rất tốt. Nếu không có sự giúp đỡ của anh, làm sao chúng tôi phát triển tốt như vậy được? Hôm nay là sinh nhật của tôi. Chiếu phim gì vậy? Anh chờ một chút. Được. Chào mừng quý vị, đã lâu không gặp. Bây giờ tôi tuyên bố tác phẩm lớn nhất của công ty điện ảnh Thiên Hạ Hóa Điệp Duyên hôm nay được công chiếu lần đầu tại đây. Hay quá, phải đấy, xem kìa. Hay thật đấy. Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá kể từ đó kết thành bạn thân, thường xuyên cùng nhau lên núi du ngoạn, còn cùng nhau ngắm hoàng.
Nhanh nhẹn lên, Dân. Sao bây giờ cậu mới tới? Khách đi hết rồi. Hôm nay có nhiều người đến không? Nhiều lắm. Mấy ông chủ đó ra tay cũng hào phóng. Vé phim chẳng mấy chốc bán hết sạch. Anh cậu vui tới mức uống say bí tỉ. Vậy thì tốt. Để anh ấy nghỉ thêm một lát. Chút nữa tôi sẽ về. Phải rồi. Buổi tối ở đây có chỗ nào có thể giết thời gian không? Để thế giới hào hoa đi. Khu vui chơi à? Muộn như vậy còn mở không? Tất nhiên là có rồi, đông người lắm. Cảm ơn, không có gì. Cô thà đi xem phim một mình, cũng không ở lại đó. Buổi tiệc đó chán lắm sao? Anh trở về đừng nói cho ai biết, nhất là lệnh tiệp. Tôi bảo anh ấy là tôi không được khỏe nên mới về trước. Họ đều nói anh có việc rất quan trọng. Tôi đi tìm lại chút hồi ức và buông một số hồi ức. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Lần này tôi về Thượng Hải đã không cầu hôn bạn gái. Tại sao? Tôi không tìm được cô ấy. Cô ấy kết hôn rồi. Trái tim tôi thực sự rất đau. Rất đau, rất đau. Nhưng tôi không biết tại sao tôi chẳng thể nào khóc ra được. Lúc nãy tôi đi xem một bộ phim, tôi đã khóc được ra. Tôi khóc ghê lắm. Tôi nhớ từng nghe người nào nói, có thể con người vào lúc buồn bã nhất là chẳng thể nào khóc ra. Có lẽ đó là thật. Nhưng vừa rồi tôi đã khóc. Có phải tôi đã qua thời khắc buồn nhất rồi không? Bây giờ anh đã khá hơn chưa? Tôi muốn biết. Thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ thật không? Có thể xóa đi nỗi đau trong lòng tôi không? Vậy hình bóng của cô ấy trong lòng liệu có bị thời gian xóa nhòa? Nếu quên đi những hồi ức đau khổ, chỉ lưu lại những gì tốt đẹp, âu cũng là một việc tốt.
Đó chính là buông bỏ hồi ức mà anh vừa nói. Vậy anh đã tìm lại được hồi ức gì? Vừa rồi tôi đã đến nơi mà mình đã chiếu phim. Lúc lần đầu tiên đến Singapore, tôi chỉ thấy mọi người xem phim rất vui vẻ, khiến cho tôi nhớ lại xuất phát điểm làm phim khi xưa của tôi là gì. Tôi muốn cho nhiều người được cảm nhận niềm vui của điện ảnh. Nên tôi đã quyết định, tôi nhất định phải khiến cho phim của thiên hạ, để cả thế giới biết đến. Vừa rồi tôi còn nghĩ phải dùng cách gì để an ủi anh. Xem ra tôi lo nghĩ nhiều rồi. Lệnh tiệp, cha con đâu? Ông ấy mệt về phòng nghỉ rồi. Con đang làm gì vậy? Bận lắm sao? Phải, bây giờ đang có mấy buổi tiệc long trọng tổ chức ở khách sạn. Cha kêu tôi một mình phụ trách, bận tới mức chẳng có thời gian gặp Tiểu Ngọc. Thảo nào gần đây vì không thấy con hẹn hò với Tiểu Ngọc, vì còn tưởng tình cảm của hai đứa có vấn đề gì chứ. Dì nói linh tinh gì vậy? Ngày mai tôi gác lại công việc đi gặp Tiểu Ngọc. Dì xin lỗi, lệnh tiệp, dì chỉ đùa thôi. Hai đứa từ nhỏ đã là cặp trời sinh, trai tài gái sắc, làm sao có vấn đề gì được. Dì đấy chỉ mong hai đứa sớm ngày kết hôn. Canh của dì nguội hết cả rồi, tôi không rảnh tán dóc với dì. Dì cho tôi chuyên tâm làm việc được không? Được được, vậy dì đi trước đây. Vũ hội hàng năm của hội phụ nữ tuần sau, cô chuẩn bị đồ chưa? Vẫn chưa. Triệu phu nhân giới thiệu cho tôi một thợ may từ Pháp tới, nói ông ta tay nghề rất tuyệt, thiết kế đều thời thượng. Tôi đã hẹn họ 3 giờ chiều mai, có muốn đi cùng không? Vậy tốt quá, đúng lúc thợ may của tôi về quê. Tôi còn đang lo không tìm được thợ may. Tôi muốn làm một bộ lễ phục màu tím, như bộ mà mấy minh tinh Hollywood hay mặc, tôi thấy trên tạp chí. Da cô trắng như vậy, mặc màu tím thể nào cũng rất đẹp. Có nên rủ Tiểu Ngọc đi cùng không? Tiểu Ngọc, con gái tôi tối ngày dính lấy con trai cô, ai biết được nó có thời gian không? Tiểu Ngọc ngày nào cũng ở cùng lệnh tiệp sao? Phải rồi, Tiểu Ngọc ngoài thời gian tới cô di viện làm nghĩa công, thời gian còn lại đều ở bên lệnh tiệp. Chúng đó ngày nào cũng chơi chán rồi mới về, không phải đi xem phim thì là đến khu giải trí. Lệnh tiệp chiều con gái tôi quá, vừa phải làm việc vừa phải chơi với Tiểu Ngọc. Tôi thấy tình cảm của tụi nó như keo như sơn. Thanh niên bây giờ yêu đương khác với chúng ta hồi trước. Xin chào. Xin chào. Nghe nói Hồ Bích Ngọc ở đây, tôi tới tìm cô ấy. Hình như hôm nay cô ấy sẽ đến đây dạy bọn trẻ vẽ tranh, có phải không? Cô ấy đi rồi. Cô ấy về nhà sao? Không, có một vị tiên sinh đón cô ấy đi xem phim. Tiên sinh là lệnh tiệp công tử sao? Tôi có biết lệnh tiệp công tử, cậu ấy đã lâu lắm không rẽ qua đây. Vậy
cô ấy cùng ai đi xem phim? Cảm ơn anh. Phải là tôi cảm ơn cô mới đúng. Hay là ngày mai chúng ta lại hẹn tiếp, có được không? Hình như mai lại có một bộ phim khác công chiếu, là một bộ phim tình cảm hài của Hollywood, chắc cô sẽ thích. Vậy ngày mai chúng ta gặp lại. Cậu chủ. Ba, cha, cha không sao chứ? Về rồi sao Lệnh Tiệp? Hôm nay cha con vui quá nên uống hơi nhiều. Không phải hôm nay đi chơi với Tiểu Ngọc sao? Đi đâu chơi vậy? Cũng không có gì đặc biệt hết. Con mệt rồi. Dì chăm sóc cho cha đi. Con về phòng nghỉ đi. Đợi đã. Cha, ngồi đi. Ngồi đi con. Cha nói chuyện này với con. Thời gian này công việc của con làm rất tốt, nhất là buổi đấu giá kia con làm rất là tốt. Cha đi tiệc rượu xã giao, người ta toàn khen ngợi con hết lời. Cha rất là mừng. Có điều không được kiêu căng. Cha già rồi, chỉ có một đứa con trai là con. Việc làm ăn của Khổng gia sớm muộn cuối cùng cũng sẽ giao cho con. Còn nữa, đừng cứ nghĩ tới việc chơi mãi. Mau kết hôn với Tiểu Ngọc đi. Cha có rất nhiều mối làm ăn, cần phải hợp tác với Hồ gia. Nếu con kết hôn với con gái nhà đó thì hai nhà sẽ trở thành thân thích. Điều này giúp ích rất lớn cho sự thành công của chúng ta. Đối với việc làm ăn của gia tộc chúng ta, chuyện đó có lợi rất là lớn. Hơn nữa, con với Tiểu Ngọc là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ con đã đối với nó. Không nói nữa, mau đi cầu hôn. Cầu hôn con bé Tiểu Ngọc đi. Cha, nếu không còn chuyện gì thì con về phòng đây. Đi đi. Lệnh Tiệp, vẫn còn đang phiền lòng chuyện của Tiểu Ngọc sao? Con với Tiểu Ngọc không sao cả. Con đừng có gạt gì. Vì biết hôm nay con không hề đi với Tiểu Ngọc. Bà Hồ nói cho dì biết, bà ấy cũng rất lo cho Tiểu Ngọc. Nói là gần đây Tiểu Ngọc rất khác thường, cứ một mình ra ngoài, cũng không biết đi cùng với ai. Bà Hồ còn quay ngược lại hỏi dò gì, nói là có phải tình cảm giữa con và Tiểu Ngọc có vấn đề không, lo là Tiểu Ngọc sẽ thay lòng. Dì nghe xong cũng cảm thấy rất lo.
Con nói xem, con tốt với Tiểu Ngọc như vậy, nó sao có thể đối xử với con như vậy chứ? Lệnh Điệp, nếu Tiểu Ngọc thực sự có mới đới cũ thì không đáng để con đi cầu hôn nó đâu. Tuy là cha của con cứ giục con kết hôn, nhưng chuyện này liên quan tới việc quan trọng của đời con có quyền phản đối. Tuy lúc trước cha con nói gì thì dì đều nghe theo hết, nhưng mà lần này dì thực sự thấy cha con rất vô lý. Nếu như dì tìm được cơ hội thì sẽ khuyên ông ấy giúp cho con. Nhưng mà chuyện này liên quan tới tương lai của con phải tự mình cố gắng. Thượng Hải, chú ba có nói trong thư là phản ứng của đợt chiếu từ thiện đầu tiên này rất là tốt, có nhiều rạp phim tranh nhau mua qua điệp duyên để chiếu. Còn nói cô mau đi giao lưu với người hâm mộ của mình đi. Thật sao? Vậy tôi sẽ suy xét thật kỹ. Chú ấy còn nói Dương Đình Ưng đã mua thế giới hào hoa, còn đồng ý cách nghĩ của Diên Mai góp vốn vào khu vui chơi, xây dựng lại rạp phim thuộc về thiên hạ. Chúng ta trước giờ chỉ bán phim điện ảnh, bây giờ đầu tư vào kinh doanh có khi nào quá mạo hiểm không? Hai người họ chắc cũng hiểu rõ tình hình hiện giờ. Anh tin là họ đã cân nhắc kỹ lưỡng rồi nên mới quyết định như vậy. Có điều em nghe nói hiện giờ tình hình phía Đông Bắc hơi căng thẳng, vậy nên em thấy giữ lại ít tiền mặt trong tay thì an toàn hơn. Những điều chú nói đã đồn đại lâu lắm rồi, còn hiện giờ Thượng Hải rất thái bình. Mong là do em hơi lo xa thôi. Vậy trong thư chú ấy có nói gì khác không? Chú ấy nói muốn mở một công ty ở Nam Dương, nhưng mà vẫn chưa nghĩ ra nên đặt tên gì. Vừa hay hai người ở đây, nghĩ thử xem nên đặt tên là gì đi. Tên gì mới được đây? Như vậy đi được không? Tên là công ty anh em Cố Thị Nam Dương. Thế nào? Được đấy, hay. Vì công ty anh em Cố Thị Nam Dương của chúng ta. Cạn ly đầu. Vì chúng ta lại tìm được người mua mới. Cạn ly. Vì chúng ta tìm được thư ký mới. Cạn ly. Anh chắc chuyện này đáng để cạn ly thật chứ? Cô ấy có thể chia sẻ gánh nặng công việc của anh mà. Anh chắc là cô ấy sẽ không tăng gánh nặng công việc chúng ta chứ? Trước đây cô ấy là phục vụ của nhà hàng, đúng là không có kinh nghiệm làm thư ký. Điều đấy chú phải thông cảm chứ. Vậy tại sao anh lại cho cô ấy đến chỗ chúng ta làm việc? Đến để làm bia đỡ đạn thôi. Đỡ ai vậy? Cạn đi đã rồi nói. Nếu anh sớm biết Dương Tịnh là con gái của Dương Đình Ân thì anh sẽ không đi trêu chọc cô ta. Vậy nên anh mới tìm Phi Phi tới, nói rằng cô ấy là bạn gái của anh, để Dương Tịnh thấy khó mà lui. Thì cũng mong là vậy. Nhưng mà anh có chắc Dương Tịnh thích anh không? Với sức hấp dẫn của anh ba của chú mà còn hỏi sao? Giờ chúng ta chỉ vừa mới có chút thành tích ở Singapore, chúng ta không thể đắc tội chỗ dựa là Dương Đình Ân. Lỡ ông ta biết anh đang theo đuổi con gái cưng của mình, anh đúng là không tưởng tượng nổi hậu quả. Chỉ có thể đau khổ từ bỏ tình yêu. Em đang nghĩ là trước đây anh có quá trời bạn gái, anh chia tay với họ cũng đâu có nghĩ ra lắm chiêu như vậy. Dương Tịnh khác mấy cô đó, buộc phải nhanh gọn. Nếu như kéo dài quá lâu để Dương Đình Ân biết thì không phải rắc rối lớn sao? Được rồi anh ba, hôm nay vui quá. Anh có nhớ lúc chúng ta mới tới Singapore, khi mà không có trò phim nào chịu chiếu phim của chúng ta, em đã nói gì không? Cố Diên Mai em sẽ mua hết tất cả trò phim cho con đường này.
Chúng ta chắc chắn làm được. Muốn chiếu phim gì thì chiếu phim đó. Phim của thiên hạ chúng ta thành công rồi. Chúng ta thành công rồi. Thiên hạ chúng ta thành công rồi. Chúng ta thành công. Thành công rồi. Mau nhìn kìa, quân Quang Đông tập kích Đông Bắc. Quân Nhật sắp khai chiến rồi. Thật sao? Sắp khai chiến thật rồi. Thật đấy. Anh gì ơi, anh vừa nói gì vậy? Trên báo nói quân Quang Đông tập kích Đông Bắc, quân Nhật sắp khai chiến rồi. Đông Bắc, đánh nè. Dám đánh sao? Đừng chạy. A Bảo, anh Tuân, đánh quân Nhật kia trong một đêm, chỉ trong một đêm lấy được thành Phụng Thiên. Giờ đến cả Trường Xuân cũng thất thủ rồi. Đúng vậy, tôi có một người họ hàng xa ở ngay tại Trường. Anh đoán xem thế nào? Thế nào? Chửi người Nhật có một câu trên đường, sau đó bị đánh gần chết luôn. Thật đáng ghét. Phải, đám người Nhật đó thật đáng ghét. Đến dân thừa cũng không tha. Đúng vậy, chẳng tha ai hết. Ai đó? Xin lỗi, làm phiền rồi. Chúng tôi chạy nạn từ khu Trường Xuân tới. Tôi tên Giang Lượng, muốn xin chủ nhà bình nước để uống. Mong anh giúp cho. Anh Tuân, tôi nói không sai chứ? Trường Xuân thất thủ rồi, sớm muộn cũng đánh tới chỗ của chúng ta. Sợ gì, bọn giặc đến thì mình liều với chúng. Liều luôn. Người Nhật vô cùng hung ác. Các anh đều là thợ săn, phải biết nhẫn nại. Đợi tới lúc có cơ hội thích hợp rồi hãy phản kích. Cố chống chọi cũng không phải là cách. Coi chừng mất mạng đấy. Tôi nói này người đen, cậu cũng kiếm sống bằng nghề săn bắn sao? Con trai, con trai, không được vô lễ với khách. Cái thằng này, cù mộng. Cô đi lấy bình nước cho anh Giang đây đi. Cảm ơn. Đừng có quậy phá. Cô ấy là con gái anh sao? Con dâu. Cảm ơn, cáo từ. Anh Tuân, tôi thấy tình hình không ổn định. Tôi phải nghĩ cách đi về bàn với người già đã. Chứ đợi đến lúc người Nhật tiến đánh tới thì muộn mất rồi. Đúng vậy. Vậy đi nhé. Về thôi. Anh Tuân, chúng tôi đi đây. Cảm ơn Tiểu Mộng. Choàng lên đi. Tôi nghe anh Dương bên cạnh nói mấy cô gái trong thành như cô ở đây không được lâu, không chịu được môi trường ở đây. Không ngờ tôi thấy cô thích ứng rất tốt. Tôi già rồi, chỉ có một tâm nguyện chưa hoàn thành. Đó là hy vọng sớm ngày nhìn thấy Tôn gia chúng tôi có con cháu. Con cháu vây quanh bên tôi. Làm phụ nữ có biết giặt đồ nấu ăn hay không cũng không quan trọng. Cô xem, A Bảo, nó chẳng biết gì hết. Cô vào nhà đã lâu, cũng đến lúc rồi đấy. Cô hiểu ý tôi không? Ngon quá. Kháng Nhật cứu nước, trả lại Đông Bắc. Kháng Nhật cứu nước. Chị ơi, đất nước đã gặp nạn, xin ủng hộ. Kháng Nhật cứu quốc, trả lại Đông Bắc. Kháng Nhật cứu quốc, trả lại Đông Bắc. Kháng Nhật cứu quốc, trả lại Đông Bắc. Chị à, xem đi, cảm ơn. Anh ơi, xem đi, cảm ơn. Mọi người mau tới xem đi.
nước đang gặp nạn, xin ủng hộ. Cảm ơn. Chị à, nước đang gặp nạn, xin ủng hộ. Được. Cảm ơn chị. Kháng Nhật cứu quốc, trả lại Đông Bắc. Nói linh tinh gì vậy? Không quay phim. Hiện giờ Đông Bắc đang chiến sự, lòng người hoang mang. Chúng ta còn đòi quay phim mới gì? Đi qua Điệp Duyên, buôn bay bán đất ở Nam Dương. Có rất nhiều nhà làm phim mua những bộ trước của chúng ta. Giờ đang là thời cơ tốt, thừa thắng xông lên. Vì nhiệt huyết của đồng bào bỏ ra vì tổ quốc thì sao? Bốn anh em chúng ta vì làm phim, có ai không nhiệt huyết chứ? Này, anh ra đường xem thử đi. Có bao nhiêu học sinh đang ra sức kháng Nhật? Chúng ta là người trưởng thành, đã đứng đó mặc kệ chỉ lo kiếm tiền. Em không làm được. Chú hai anh thấy không hiểu. Tâm huyết bao năm của chú ba chú Út bị bỏ hết sao? Thiên hạ cứ vậy mà đóng cửa à? Cả nhà không cần ăn uống, ra ngoài ủng hộ học sinh vận động gì đó sao? Được, tiền của mấy anh em đi quay phim đi. Tiền của em đi quyên góp. Chú muốn anh nói sao đây? Bốn anh em chúng ta còn phân người này người kia rạch ròi, vạch rõ ranh giới sao? Đừng nổi nóng. Đồ tô không có ý đó đâu, có phải không? Chú hai, chú phải hiểu, đánh trận cần dùng đến tiền, đó là cái động không đáy. Nếu chúng ta không phát triển, lấy đâu ra tiền đi cứu quốc? Anh đó chú biết, nhiệt huyết không bán được tiền đâu. Đều là anh em với nhau, có gì từ từ bàn. Được. Kế hoạch dự toán đầu tư phim mới mai em sẽ đặt trên bàn của anh. Có người anh cả là anh bảo vệ cái nhà này nên mới dạy dỗ được em mình có tinh thần yêu nước cao thượng. Đợi có thời gian rồi từ từ khuyên cậu ấy. Các cậu không cần sợ người Nhật. Nơi này là vùng thuộc địa của đế quốc Anh. Họ sao dám sức sược được. Anh cả tôi cũng cho tình hình Trung Quốc không được ổn định. Có điều hiện giờ thị trường của Nam Dương vẫn chưa bị ảnh hưởng của chiến sự. Hai máy phim mới vẫn nằm trong kế hoạch của chúng tôi. Cậu vừa mới nói phim có âm thanh gì vậy? Đừng nói là cậu muốn làm thật nhé. Nó giống như bản tin của bên nước ngoài. Nếu cảnh và âm thanh đồng bộ thì khán giả xem phim sẽ nhập tâm hơn, đúng không? Nhưng Charlie Chaplin toàn quay phim câm. Kiểu phim có âm thanh này tôi thấy chỉ là trào lưu nhất thời thôi. Giá thành sản xuất cao, chưa chắc khán giả chấp nhận. Cậu thấy sao? Đêm đấu giá cậu không có mặt. Cậu không thấy được phản ứng của khán giả đối với phim của thiên hạ. Họ vẫn thấy rất là mới lạ. Vậy nên tôi mới cho là cứ để như cũ thì hay hơn. Phải rồi, tối đó anh không xuất hiện. Anh đi đâu vậy? Tôi đi gặp một người bạn. Lần sau mấy dịp như vậy, cậu nên đi cùng với anh ba của mình. Hôm đó cậu ấy uống sai, may mà không gây ra trò cười gì. Có điều cậu ấy vốn là người thích đến những quán về đêm tham gia tiệc rượu, có sửa cũng không sửa được. Cậu nói với cậu ấy, vài hôm nữa bàn về chuyện xây lại rạp phim. Đây là chuyện quan trọng. Nói cậu ấy đừng có uống quá say. Ngài yên tâm đi, tôi sẽ nói với anh ấy. Ông chủ Dương, tôi qua bên kia một chút. Đến đây. Hân hạnh, hân hạnh. Không phải anh hay nói lấy sự nghiệp làm trọng sao? Suốt cuộc hôm đó đi gặp ai mà quan trọng như vậy? Người tôi đi gặp anh cũng có quen. Chính là trương mã của rạp Cát Tường. Một mình anh đi sao? Đúng vậy. Vậy sao cứ ra vẻ bí ẩn? Tôi sợ anh ba biết. Nếu anh ấy biết tôi đi tìm anh Trương Mã thì sẽ không cho tôi đi. Sẽ bắt tôi ở đó giúp đỡ. Nguyên nhân anh không nói cho tôi biết thực sự là vậy sao? Anh cho rằng tôi đã làm chuyện gì không thể nói cho ai biết sao? Tốt nhất là không có. Anh ba tôi muốn tôi cùng mấy khách hàng đi nhảy nhót uống rượu xã giao, nhưng tôi chẳng biết gì hết nên không đi. Khi nào rạp phim mới sẽ ra lò vậy?
Tôi mong có thể làm cho mau, bởi vì ở đây người xem phim, tôi tin là sau khi xây lại sẽ thu hút càng nhiều khán giả. Tôi mong là cô sẽ là vị khán giả đầu tiên của tôi. Tôi sao? Đương nhiên cả lên tiệp nữa, bởi vì ở Singapore tôi chỉ có hai người là bạn tốt. Tới lúc đó có thể đưa vài bạn nhỏ đến cùng. Bình thường đều dẫn theo nhiều đứa bé vậy sao? Dũng dĩ bạn tôi hứa sẽ đi cùng, nhưng sau đó chị ấy lại nói không rảnh. Là con gái của ngài Dương Đình Ân. Đúng vậy. Có điều chị ấy trước giờ như vậy tôi đã quen rồi. Mong là chuyện chị ấy đồng ý xây lại cô di viện giúp tôi, đừng đột nhiên thay đổi là được. Nếu thực sự bị như vậy tôi sẽ đau đầu luôn đấy. Vậy cô có cần nhân viên công ích không? Anh rảnh sao? Làm việc cho cô như viện, dù có bận cỡ nào tôi cũng sẽ dành thời gian ra. Cảm ơn anh nhé.